Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 không chỉ tôn vinh đóng góp của phụ nữ mà còn là dịp để gia đình và xã hội bày tỏ tình yêu thương với họ bằng những bó hoa tươi đẹp. Vì vậy mà những ngày này, thị trường hoa tươi sôi động hơn. Thị trường quà tặng 20 tháng 10 năm nào cũng sôi động với đủ kiểu dáng mẫu mã, nhưng có lẽ hoa vẫn luôn là món quà được nhiều người lựa chọn. Con muốn mua hoa tặng bà mẹ, cô giáo và công chúc luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Các cửa hàng hoa tươi là sự lựa chọn của khá đông người. Những ngày qua, các cửa hàng đã tất bật cắt tỉa gói hoa thành từng giỏ, bó hoặc lẵng theo yêu cầu của khách. Giá hoa năm nay không tăng cao so với năm trước. Mỗi giỏ dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Hiện tại là shop mình đã nhận được hơn 50 đơn rồi và cũng sẽ cố gắng chăm chút từng đơn hàng gửi cho chị em phụ nữ. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm nay rơi vào ngày làm việc cuối tuần, dù tất bật nhưng ai cũng dành chút thời gian để chọn những bó hoa tươi thắm, gửi gắm tấm lòng đến người phụ nữ yêu thương. Muốn dành cho tất cả những người mẹ và người vợ và các con của mình, chúc cho tất cả các chị em phụ nữ là có một 20 tháng 10 là thật là hạnh phúc. Những tuyến phố nhộn nhịp quà tặng, những cửa hàng hoa khoe sắc càng điểm tô cho thành phố Phan Thiết rực rỡ trong ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chúc cho phái đẹp luôn hạnh phúc và mãi được yêu thương.